Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng để trả lời các câu hỏi của anh em hôm nay. Thì tôi thấy cũng có khá là nhiều câu hỏi của anh em đó ha, nhưng mà tôi sẽ trả lời nhanh, gọn lẹ ha, để cái video nó không quá dài nha. Rồi, thì có một anh có viết comment như thế này: anh Thông cho em hỏi là em có 400W pin, em xài hệ 12V. Anh Thông cho em hỏi em xài dây điện DC 4mm hay là 6mm là tốt cho đường truyền vậy anh? Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công ạ. Và xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh và gia đình sức khỏe và thành công nhé. Dây DC, dây cáp chuyên dụng pin năng lượng mặt trời thì anh chỉ cần dùng dây 4 chấm là được rồi nè. Đó, thì để tôi lên trên Shopee ha. Đó, tôi sẽ cái từ tìm kiếm đây là cái dây đây là dây điện năng lượng mặt trời ha. Dây DC ha, đó, 4 chấm ha. 4 mm nè. Quang điện một chiều chất lượng nè ha. Đó, bây giờ tôi sẽ kéo xuống cái phần thông tin mô tả của cái sản phẩm này để cho anh xem luôn ha. Đó, trước diện dây là 4 chấm nha. Đó, dòng tối đa được 55A đó anh ạ. Đó, thì 55A nếu mà anh có 400W pin, anh sạc pin hệ 12V á, cái dòng mà đỉnh nhất đó ha. Đó, nó rơi tầm khoảng chừng 30A đổ lại. Đó, 30A đổ lại thì cái dây 4 chấm này á nó chịu cái dòng tới 55A. Đó, nên anh chỉ cần mua dây 4 mm được rồi. Đó, lên 6 mm này nó quá to, nó phí, không cần thiết đâu nha. Đó, thì anh nên mua dây 4 chấm, dây DC ha. Rồi, qua giờ thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Xin cảm Tiếp ơn anh. theo là câu hỏi đến từ một anh, thì anh có viết như thế này: chào anh, cảm ơn anh, chúc anh luôn mạnh khỏe và bình an nhé. Có việc này muốn anh tư vấn giúp là tôi đang dùng bộ độc lập có 300W pin và sạc 4 bình Yamato bằng sạc BWM30A, thấy không được đầy, vậy muốn mua thêm sạc như vậy đó nữa đấu song song thì có tốt hơn không anh? Rồi, thì qua thông tin của anh, xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh và gia đình sức khỏe và thành công ạ. Rồi, nếu mà anh dùng 300W pin năng lượng mặt trời mà anh sạc 4 cái pin Yamato không no điện thì anh cũng có thể là đầu tư thêm pin nữa để về sạc cho nó no ha. Anh đang sử dụng cái con sạc 30A, nếu mà sạc 30A pin hệ 12V thì điều khiển được khoảng 400W pin năng lượng mặt trời nha anh. Đó, nếu mà anh đầu tư tư thêm pin á thì chắc có lẽ là anh đầu tư thêm cái tấm 100W nữa. Rồi, đó, dây đấu song song, chắc có lẽ là anh đang sử dụng những cái tấm pin có điện áp 18V đúng không? Đó, thì bây giờ anh mua thêm tấm 100W nữa về đấu song song lại với nhau ha. Thì anh có thể là sử dụng cái con sạc 30A BKM chẳng hạn, như cái con này cũng là Sure 30A thì điều khiển sạc pin hệ 12V chỉ tối đa là 400W pin năng lượng mặt trời nha anh. Đó, nếu mà anh muốn đầu tư thêm pin chẳng hạn như là anh thêm 200W pin nữa hoặc là 300W pin nữa thì anh cần thay đổi đi cái con sạc nha, chứ cái con sạc 30A thì nó điều khiển tối đa được chỉ được 400W pin. Thì ở đây anh đã có 300W pin rồi, anh muốn mua thêm pin nữa thì chỉ có mua thêm được một tấm 100W pin nữa thôi ha. Đó, về đấu song song vô thì nó sạc ra là ok nha. Đó, rồi thì qua vậy thông tin xin chia sẻ cùng anh nha, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, thì anh có viết như thế này: anh cho em hỏi 1.000W pin trong một ngày nắng trung bình thì sẽ thu được bao nhiêu kilowatt điện ạ? Chúc anh và gia đình mạnh khỏe ạ. Rồi, xin cảm ơn anh thật là nhiều. Chúc anh và gia đình sức khỏe và thành công ạ. Rồi, với 1.000W pin năng lượng mặt trời á, nếu mà một ngày nắng trung bình á, ngay cái mùa này nha, mùa đông rồi, bây giờ á, thì nắng á, lại là nắng yếu trong ngày và thời gian nắng á, thì nắng rất là ngắn á, tầm tầm 5 giờ là mặt trời lặn rồi. Nếu một ngày nắng trung bình thì đối với 1.000W pin năng lượng á, thì cũng thu về được tầm khoảng 3 kW điện đó anh. Còn nếu mà một ngày nắng đẹp thì cũng thu về tầm tầm khoảng 5 kg đổ lại nha. Như tôi ở đây nè, tôi có 1.000W pin nhưng mà pin tôi lắp đặt điều hướng theo mặt trời nha. Đó, thì tôi đã có cân đong đo đếm qua rồi, đối với 1.000W pin của tôi lắp điều hướng đó, thì tôi đã đo rồi. Thì nó thu về với một ngày nắng cũng đẹp, nắng cũng có mây xen kẽ nhưng mà ít thôi nha. Đó, chứ không có trọn vẹn nguyên một ngày nắng đẹp thì cũng thu về được khoảng 7,5 kW điện đối với 1.000W pin lắp đặt điều hướng đó ha. Đó, thì lúc trước trên cái kênh Đam Mê Năng Lượng của tôi cũng có rất là nhiều những cái video cân đong đo đếm những cái bình rồi những cái tấm pin năng lượng mặt trời đó ha. Đó, thì tôi cũng cân đong đo đếm qua cái tấm pin của bà chị bên đây á, tôi có lắp cái tấm pin mono 100W nhưng mà cái tấm nó bị nứt chân chim ở trên cái những cái cell pin rồi.
thì đối với một ngày nắng trung bình cũng thu về khoảng 400 watt điện đó anh ạ. Đó, cũng có đăng trên Kingdom Man được. Thì tôi hay chia sẻ với anh em á, 100 watt pin năng lượng mặt trời á, nó thu về khoảng 500 watt điện cho một ngày nắng đẹp đó. Nhưng mà để chia sẻ thêm về cái vấn đề này, để nhiều khi anh em lại tại vì sử dụng điện năng lượng mặt trời mà phụ thuộc vào cái thời tiết ha, có nắng là có điện, không nắng là không điện. Đó là cái một vấn đề. Cái vấn đề ở đây nữa là mình lắp đặt pin, ví dụ như lắp đặt cố định trên mái nhà, nhưng mà có nhiều khi anh em lắp áp mái và lắp cố định trên mái nhà, nhưng mà lắp kê cao cái bề mặt pin lên tầm khỏi cái mái tôn, nó tầm dài 3 tấc để cho nó thoáng cái bề mặt pin ở phía dưới ha. Để khi mà nắng á, qua cái mùa nắng mà nắng tốt, nắng nóng trong ngày á, thì pin cái bề mặt dưới á, cho nó tản nhiệt tốt thì nó mới đạt được cái sức cao. Có nhiều khi anh em mà lắp áp mái trên mái nhà, nhầm khi á, lắp 1.000 W pin năng lượng mặt trời đi, lắp áp mái trên mái nhà mà gặp những ngày mà nắng tốt, nắng đẹp á, nắng từ sáng đến chiều tối mà anh em thu về tầm tầm khoảng trên dưới 4 kW điện thì quay sang bảo mình nói láo. Thì cái này á, cũng tùy theo người lắp đặt, tại vì cái pin mono này á, nó cái nhiệt độ mà nó tăng cao lên rồi thì nó giảm đi cái hiệu suất. Đó, chắc là nếu mà anh em đã sử dụng bên năng lượng mặt trời này lâu, hoặc là anh em đã hiểu về bên cái điện DC này rồi á, thì anh em đã hiểu rồi thì không còn phải bàn nữa. Nhưng mà anh em đã chưa hiểu thì hay nói này nói kia để thì anh em cũng hay phàn nàn là cái vấn đề ở pin anh em cũng lắp tầm tầm ví dụ như là 1.000 W, nhưng mà anh em qua những ngày nắng tốt thì anh em thu về tầm tầm khoảng 3 kW điện đổ lại. Cũng có nhiều anh lắp 1.000 W pin, anh em để lại những comment tôi thu về trên 5 kW điện đó. Thì cái này cũng tùy theo cách bố trí mình lắp đặt pin trên mái nhà, và cái cách bố trí và kết nối dây điện từ cái pin đi đến cái con sạc đó. Kết nối dây to và dây ngắn thì nó lại đạt hiệu suất, đó là một cái ha. Đó, đó là cái ưu điểm của cái đi cái đường dây điện điện DC này, dây to càng ngắn, đó là một cái ưu điểm ha trên cái đường truyền á. Cái thứ hai nữa, lắp pin cố định trên mái nhà mình phải lắp nghiêng về cái hướng nam tầm tầm từ 10 đến 15 độ ha. Đó, để cho qua mùa đông này mặt trời đi vô đường xích đạo rồi, để nắng nghiêng nó mới chiếu trực tiếp vào cái bề mặt tấm pin để cho thu nắng mùa này. Tại vì cái mùa này á, mùa đông mùa này á, cái thời gian nắng trong ngày thì nắng rất là ngắn, 5 giờ là mặt trời lặn rồi ha. Đó, nhưng mà nắng cái dạng như là có bị sương mù, mây mù đó. Nên cái pin năng lượng qua mùa này á, nói chung anh em hay sử dụng pin năng lượng mặt trời thu về điện nó không có bao nhiêu hết đó. Rồi thì qua vài dòng hồi nãy giờ thì trả lời thì cũng như chia sẻ thêm, nói vài dòng thêm để cho anh em mình cùng tham khảo thôi nhá. Chứ thực tế ra cái pin năng lượng mặt trời này á, không phải đó, tôi trả lời hay chia sẻ anh em với một cái câu chính xác đâu, nó cũng phụ thuộc vào anh em lắp đặt pin ha, đi đường dây điện nữa, nó cũng phụ thuộc vào nó có đạt hiệu suất hay không, là lắp pin, lắp áp mái hay lắp kê cao lên nó có thoáng hay không, có bụi bặm trên bề mặt tấm pin hay không, có những cái gì che khuất bóng từ hướng đông với hướng tây hay không, đó cũng tùy theo đó. Pin mình có đạt được cái hiệu suất tốt hay không, cũng nó phụ thuộc rất là nhiều cái yếu tố để chia sẻ cùng anh em. Nhưng mà trong cái video thời gian có hạn nên tôi không thể nào mà chia sẻ hết được. Nếu mà anh em gặp cái trường hợp nào anh em đặt ra câu hỏi thì tôi mới dành thời gian ra để chia sẻ anh em tham khảo thôi nha. Rồi, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, thì anh có viết như thế này: anh Thông cho em hỏi, mình có thể ghép 4 bình Yamato lại thành hệ 48V dùng sạc MVT và kích 48V kết hợp pin năng lượng mặt trời để dùng cho máy lạnh và bếp từ công suất 1.600 W vào ban ngày lúc trời nắng được không ạ? À? Dùng 4 bình Yamato hệ 48V như vậy thì có đủ dòng xả không anh, và có hại bình không, chủ yếu dùng điện tải nặng ban ngày thôi ạ? À, em cảm ơn anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe ạ. À, dạ xin cảm ơn anh thật là nhiều, chúc anh và gia đình luôn vui vẻ nhé. Rồi như thế này nè, nếu mà anh dùng 4 cái bình Yamato á, 4 cái bình Yamato mà ghép lên hệ 48V mà xả với cái dòng xả khoảng chừng 1.600 W giờ thì 4 cái bình nó xả không nổi, nó không đủ dòng xả nha. Đó, nó không đủ dòng xả, nên cái trường hợp này không đủ dòng xả thì áp bình nó tụ kích, nó ngắt ha. Đó, nên cái trường hợp này sử dụng không được ha. Chứ đó, nếu mà sử dụng được thì nó cũng có thể là hại bình. Nhưng mà đối với đặc biệt những cái bình Yamato này á, thì tôi tìm hiểu rồi thì đối với 4 cái pin xe điện á, thì ghép nối tiếp lên 48V nó có cái dòng xả từ 600 đến 1.000 W giờ đó. Tại vì 4 cái pin này nó kéo cái motor xe đạp điện đó, chắc anh cũng biết rồi. Lúc mà chạy chạy lẹ thì mình có thể là kéo ga thì nó có thể là xả 1.000 W giờ, còn lúc mà mình đi chậm á, thì có thể là ít hơn, thì nó dao động từ 600 đến 1.000 W giờ đối với cái dòng xả 4 cái pin này.
thì bình xe điện ha, mà xả với cái dòng xả đó, xả hàng ngày để ví dụ như cho mọi người dùng xe điện đi vậy, mà mình áp dụng bên năng lượng mặt trời mà mình dùng cái gì dòng xả thấp hơn, thì tôi nghĩ là nó quá tuyệt vời rồi, không còn gì phải đòi hỏi hơn nữa ha. Tại vì lỗi pin này nó vừa rẻ mà mình áp dụng bên năng lượng mặt trời này với dòng xả có thể là nhỏ hơn đó, nhỏ hơn với cái dòng xả của xe đạp điện thì tôi nghĩ là nó bền hơn. Còn cái thông tin em nêu ra thì 4 bình mà xả tầm 1.600 Wh thì nó không đủ dòng xả để xả đâu anh đó, nó không đủ dòng xả như vậy, phải kết hợp với pin năng lượng mặt trời. Như anh nêu ra là anh dùng 4 cái pin đấu linh hệ 48V kết hợp với pin năng lượng mặt trời thì anh xả với công suất 1.600 Wh, thì như thế này anh phải đầu tư pin năng lượng mặt trời tầm khoảng 2.500 Wh pin nó mới đủ công suất xả tải là 1.600 Wh nha anh. Đó, với cái nhu cầu sử dụng điện như anh thì anh ít sử dụng vào ban đêm mà chủ yếu sử dụng điện vào ban ngày, thì anh phải đầu tư cái hệ pin năng lượng nó phải nhiều, khoảng 2.500 Wh pin. Rồi anh có 4 cái bình đấu liên hệ 48V, phải có cái hệ lưu trữ nha, phải có 4 cái bình đó để cho nó cân bằng cái cường độ dòng điện nó ổn định, để cái con kích điện 48V nó hoạt động ổn định thôi ha. Nếu mà không có hệ lưu trữ thì nó hoạt động hay chập chờn lắm đó. Tại vì điện năng lượng mặt trời mà pin mà đang nắng ngon lành này, có cái bóng mây hay gì bay qua một cái thì nó phải sẽ tụt cái công suất, thì mình đang sử dụng tải lớn mà, nếu mà không có cái hệ lưu trữ nó phụ trợ ngay thời điểm đó thì nó hay chớp tắt chớp tắt, nó gián đoạn khi mình sử dụng tải lớn trong gia đình. Nên có 4 cái bình đó để nó cân bằng cái dòng điện ổn định cho anh sử dụng với công suất xả tải là khoảng 1.600 Wh đó, kết hợp tầm khoảng 2.500 Wh pin thì hoàn toàn là ok rồi ha. Đó, được nha anh. Nhưng mà pin năng lượng mặt trời anh phải lắp 2.500 W nha, nó mới đủ cái công suất là khoảng 1.600 Wh tầm tầm khoảng 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều nha. Tại vì pin năng lượng mặt trời mà nó phụ thuộc vào thời tiết. Đối với ví dụ như 2.500 W pin như tôi chia sẻ với anh ha, lúc mà tầm 7, 8, 9 giờ sáng á, thì đối với 2.500 W pin thì nó thu về tối đa tầm trên dưới 1.000 Wh đó. Lúc mà tầm 10 giờ đến 11 giờ đổ đi rồi với 2.500 watt pin thì nó đạt đỉnh á, nó thu về tối đa khoảng là 2.000 Wh, nhưng mà nó diễn ra chỉ có 3 tiếng đồng hồ, từ 11 nè, 12 giờ nè, 1 giờ nè, rồi từ 1 giờ trở đi rồi thì bóng mặt trời nó đã ra lặn dần, thì bóng nghiêng đi rồi thì cái công suất điện pin tạo ra nó đã yếu dần rồi đó. Lúc đó thì với 2.500 watt pin thì nó đã tạo ra, ví dụ như đạt đỉnh thì 2.000 W trên giờ, thì lúc từ 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 thì nó xuống 1.900, 1.800, 1.700, rồi 1.600, 1.500, 1.400, 1.300, 1.200, từ 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 nó trở về bằng không đó. Nên anh muốn sử dụng với cái công suất 1.600 Wh tầm tầm từ 9 giờ sáng đổ đi thì anh cũng có thể là đầu tư 2.500 W pin năng lượng mặt trời và 4 cái bình Yamato đó, thì anh cũng có thể là sử dụng với được cái công suất là khoảng 1.600 Wh vào những ngày thời tiết có nắng tốt nha. Còn những ngày mà không nắng hoặc là ui là coi như là không sử dụng được đó, tại vì cái hệ lưu trữ anh không có, mà 4 cái bình Yamato á bây giờ sạc no mà anh xả với 1.600 Wh thì nó cũng không xả nổi. Không xả nổi thì đòi hỏi cái pin á, tuy rằng mình sạc no nhưng mà mình xả với dòng lớn á thì bắt buộc áp nó tụt, cái ục áp tụt xuống á thì kích nó đã ngắt nên mình sử dụng không được nha. Thì cái trường hợp này thì nó cũng phải có ảnh hưởng đến pin đó. Nếu mà mình lặp đi lặp lại hàng ngày vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến pin thôi, nhưng mà đặc biệt đối với pin Yamato này nó có cái dòng xả cao và dòng dòng xả tốt đó. Nhưng mà cái hệ thống lưu trữ của mình có 4 cái bình nhà thôi thì cũng được, sử dụng cũng ổn định vào những ngày thời tiết có nắng tốt, tầm tầm khoảng cái công suất sử dụng là 1.600 Wh kết hợp với khoảng là 2.500 Wh pin năng lượng mặt trời thì anh sử dụng thoải mái. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh tham khảo nhé. Đó, theo thông tin anh nêu ra thì hoàn toàn được nha anh, nếu anh phải kết hợp với pin năng lượng mặt trời để sử dụng đó thì sử dụng với công suất 1.600 W là ok, được, phải có pin năng lượng mặt trời khoảng 2.500 W pin nha thì anh mới sử dụng được cái công suất khoảng 1.600 Wh. Rồi, qua vài thông tin chat của anh xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh, thì anh có viết như thế này: theo bạn, sử dụng điện năng mặt trời lưu trữ có lợi nhuận hơn hay sử dụng điện lưới hơn? Bạn mình suy nghĩ điện năng lượng mặt trời mình thấy có lợi nhuận hơn, không phải đóng tiền hàng tháng với lại không sợ mất điện, nhưng mà chi phí cho lần
mua cũng nhiều tiền, suy ra tính toán mình thấy lợi nhuận hơn điện lưới. Cái này cũng tùy theo nè, đó theo cá nhân riêng của tôi á, thì thấy như thế này, đối với cái điện năng lượng mặt trời mà đặc biệt nhất cái hệ độc lập như thế này thì nó phù hợp với nơi vùng sâu vùng xa, vùng chưa có lưới điện quốc gia kéo đến, hoặc là trên tàu bè thuyền, hay là những nơi trang trại hay là chuồng trại chăn nuôi đồ xa nhà xa, cái điện lưới mình kéo đi mình thấy tốn kém, dây điện quá không không phù hợp với kéo lưới đi mà cái đoạn đường dài nó mắc tốn kém ha, thì nên đầu tư cái điện năng lượng mặt trời, cái hệ độc lập này để sử dụng thì nó ok rồi, không còn gì nói. Còn nếu mà để so sánh sang điện mặt trời và cái điện lưới thì cái nào nó hơn, thật ra là cái điện lưới nó vẫn hơn cái năng lượng mặt trời rồi đấy nè, tại vì cái điện năng lượng mặt trời này sử dụng nó lệ thuộc rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất á, lệ thuộc vào cái thời tiết đó, có nắng là có điện, không nắng là không điện, nên bắt buộc cái người sử dụng điện năng lượng mặt trời đầu tư phải gấp đôi gấp ba lần với cái số công sức của mình sử dụng ra. Ví dụ như cái gia đình của tôi ha, tôi lấy cái gia đình của tôi với tổng sử dụng điện 24 trên 24 thì sử dụng tầm khoảng 4 kW điện thôi, với hệ điện là 4 kg là đủ cho sinh hoạt gia đình trong vòng một ngày một đêm đó, không đó chỉ qua đêm là hôm sau có nắng, qua đêm là hôm sau có nắng, chỉ cần bù điện là 4 kg là đủ rồi, nhưng mà tôi phải bỏ ra số tiền đầu tư gấp đôi lên, nó tầm khoảng 8 kg hoặc là 12 kg nó mới đủ, đầu tư gấp đôi gấp ba để nó bù vào những ngày mây mưa xen kẽ hoặc nắng yếu đó, nhưng mà thậm chí trong khi còn không đủ nữa đó, mà nó lệ thuộc cái thời tiết đó là rất là nhiều ha. Rồi cái lệ thuộc thứ hai là như thế này, cái công sức sử dụng điện trong gia đình. Tôi ví dụ như ở đây tôi đầu tư cái con kích 1 kg thì tổng công sức sử dụng trong gia đình của tôi phạm vi sử dụng chỉ có là 1 kg điện đổ lại là 1.000W đổ lại, là tất nhiên là tôi chỉ nấu được cái nồi cơm có công suất là 650W cộng với hai cái tủ lạnh rồi là hết đát rồi, không sử dụng được nữa đó. Sử dụng mà trên 1.000W giờ là sử dụng không được với con kích này, muốn sử dụng được trên 1.000W giờ thì tôi phải đầu tư cái con kích 2.000W đó. Nếu anh em muốn sử dụng mà khoảng chừng trên 2.000W giờ, anh em phải đầu tư cái con kích 3 kg đổ lên đó. Rồi anh em muốn sử dụng mà 4 kg lại thì anh em muốn đầu tư công kích phải 5 kg, mà anh em muốn sử dụng mà tầm 5 kg lên thì anh em phải đầu tư cái công kích 7-8 kg đó, nên dạng vậy. Thành ra cái sử dụng điện năng lượng mặt trời này nó phụ thuộc và nó hạn chế rất là nhiều thứ đó, mà cái cách đầu tư mà điện năng lượng mặt trời này nó cũng khá là đắt đỏ, và đặc biệt nhất là mắc nhất trong cái hệ điện năng lượng mặt trời, cái hệ độc lập. Nếu anh em nào đã hiểu về bên điện này rồi thì sử dụng có cái kinh nghiệm rồi á thì nó đỡ tốn kém đi là cái hệ lưu trữ, tại vì sử dụng điện năng lượng mặt trời á nó phụ thuộc vào tiết mình lệ thuộc sử dụng các thiết bị điện nặng ha vào ban ngày thôi. Ví dụ như gia đình của tôi nè, cái hệ điện của tôi đang sử dụng nè, nấu cơm thì ngày 2 lần, sáng muốn ăn cơm sớm nấu cơm sớm thì nấu cơm bếp ga nấu cơm bếp ga, chứ sáng sớm điện đâu, muốn nấu cơm buổi sáng đợi tầm khoảng 9 giờ đổ đi đó mới có điện, nắng lên có mạnh rồi, những ngày mát là không nấu được đó, ngày nắng nha, nhưng mà 9 giờ lên. Còn nấu cơm buổi chiều tầm 3 giờ nấu rồi, nhưng mà tầm tới 7 8 giờ tối mới ăn rồi đó. Chứ bây giờ tôi đang làm cái video này thời điểm là lúc tầm là 3 giờ 30 chiều đó, thì đây thì gia đình tôi đã đâu nấu cơm rồi, nấu hồi lúc 3 giờ nấu, bà xã tôi đang nấu trong lúc tôi làm video, bây giờ nó chín rồi, nó đang nhảy nút rồi, nhưng mà để chế độ hâm như vậy tới khi nào ăn mới rút ra đó, và chạy hai cái tủ lạnh đó. Chứ bây giờ mà không nấu vào cái thời điểm này mà đợi cái chừng 4 5 giờ nấu thì nấu được, nhưng mà nấu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống lưu trữ của mình, nên á ảnh hưởng đến cái hệ thống lưu trữ của mình thì nó giảm đi cái dung lượng lưu trữ thì nó dẫn đến là nó mau hư. Dẫn cái nó quan trọng nhất là hệ lưu trữ, mà mình phải biết cách sử dụng làm sao mà cho nó bền bỉ thì sử dụng điện có công suất tải lớn vào ban ngày. Chẳng hạn như tôi dùng những máy móc ở đây, tôi làm mộc nè, làm hồ, tôi làm máy móc của tôi toàn là máy điện, những cái hạn như là máy cưa, máy bào, máy mài, rồi nói chung vân vân. Mà cái máy tôi mua tôi phải lựa cái máy nào có công suất tầm 1.000W giờ, tại vì tôi biết cái con kích của tôi là cái máy mà trên có công suất mà trên 1.000W giờ tôi sử dụng không được, bị kích. Mình có đăng ký mình mua các thiết bị điện chẳng hạn như cái máy phan đục bê tông, hoặc là máy mài gấp ha, máy này máy kia, hay là ngay cả bơm nước, thì tôi phải lựa cái sản phẩm nào có công suất là dưới khoảng tầm 1 ngựa đổ lại đó cho nó phù hợp về sử dụng.
mà sử dụng á, thì ở đây á tôi phải sử dụng vào ban ngày 9 giờ đó đi, mới làm tầm tầm ở chừng 3 giờ nghỉ, tôi muốn đóng cái giường hay là muốn làm này kia sử dụng đến máy móc á. Tôi làm đây nhằm khiên tuần lễ tôi làm được một vài ngày hả, bữa nào nắng tôi làm, à trời nắng người ta nghỉ à, còn trời nắng tôi đi làm đó, vậy làm không nghỉ trưa đó. Rồi chỉ vài dòng nói lên những gì mình đã nói à, như là tôi đang sử dụng và tôi đang làm ở đây đó, để chia sẻ cho anh em hiểu về tôi thôi, chứ còn bây giờ á, để chia sẻ cái câu nói anh, cái này cũng tùy theo á, tùy theo ý thích. Theo tôi thấy cái điện năng lượng mặt trời á, thì nó có rất là nhiều loại ha, à, ví dụ như hòa lưới không bám tải, hòa lưới có bám tải, rồi hệ độc lập. Nhưng mà đặc biệt nhất cái hệ độc lập này á, thì nếu mà so sánh sang ở điện điện lưới á, nếu mà nơi anh em có điện lưới á, thì anh em sử dụng điện lưới thì nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ ok hơn. Chứ mà nó đang anh em đang sử dụng điện lưới mà anh em không sử dụng lưới mà để đầu tư cái điện năng lượng mặt trời hệ độc lập như xài thì tôi thấy nó không hay, nó không có, nó sao đi ngược. Ví dụ như anh em đang xài điện lưới đi 2.000 đồng ký thôi, anh em không xài điện lưới mà anh em đổi sang sử dụng cái điện năng lượng mặt trời hệ độc lập như đây, có khác nào anh em sử dụng đang trong lúc sử dụng điện 2.000 ký mà đổi sang sử dụng điện 4.000 ký, nó ngược đời vậy á. Đó có cái chỗ đó, như trường hợp như thế này, ví dụ như là anh em đang sử dụng điện lưới ổn định mà anh em muốn đầu tư một bộ điện độc lập để phòng khi mất điện ha, hoặc là sử dụng nếu mà nơi anh em á thời tiết nắng tốt thì anh em có thể là đầu tư cái hệ điện độc lập sử dụng vào những ngày thời tiết nắng tốt. Ban ngày á sử dụng điện năng lượng mặt trời, ban đêm chuyển sang bên cái điện lưới sử dụng. Ồ, hoặc là sử dụng những, nếu mà anh em sử dụng mà điện nhiều giờ ban ngày thì anh em cũng có thể là lắp cái bộ hòa lưới ha. Hòa lưới thì nó có hai loại, loại bám tải và loại không bám tải. Loại bám tải á thì nó mắc hơn cái hệ độc lập này nữa, nó khác nào y hệt như cái hệ độc lập vậy thôi đó, đầu tư giá thành nó cũng đắt đỏ. Nhưng mà nếu mà anh em sử dụng điện nhiều giờ ban ngày á, thì nên tham khảo sang những cái hệ hòa lưới không bám tải thì nó sẽ ok hơn ha. Đó cái còn anh em mà đang sử dụng cái điện lưới đang ổn định mà chuyển sang cái hệ điện độc lập này là thôi, nó không hợp lý chút nào đâu. Rồi dài dòng chia sẻ cùng anh tham khảo thôi, chứ thật ra sử dụng điện năng lượng mặt trời này là tùy tùy theo người và tùy theo sở thích nữa. Có nhiều anh sử dụng vì mục đích đam mê cũng chừng, có tôi thấy có nhiều anh đại gia bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư một bộ điện độc lập về không có làm gì á, để dành sạc cái điện thoại hay hoặc làm cái công chuyện vì đó hay hoặc là cái đó là cũng một cái thú đam mê, một cái thú vui chơi về bên điện năng lượng mặt trời, đó là cũng là một cái đam mê. Như mọi người có cái sở thích, có anh này thích cây kiểng, anh kia thích là gà chọi, rồi cái anh kia thì thích môn này môn kia đó. Nhưng mà tôi thấy thích bên môn điện năng lượng mặt trời này thì nó hay hơn là thích những cái môn khác ha, tại vì nói chung á mình đam mê cái môn này là phục vụ cho cả gia đình đó, chứ không phải phục vụ riêng cho bản thân mình đó, thì nói thêm vui vui và câu chuyện vui vậy thôi. Rồi chỉ vài dòng chia sẻ cùng anh thôi nhá, chứ thật sự ra để mà chia sẻ và trả lời câu hỏi của anh là thật sự ra khó 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 để trả lời lắm anh ạ. À, đó như nãy giờ tôi trình bày qua vài dòng tới lui thì chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân của tôi thôi nhá. Rồi xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi của một anh, đây là cũng câu hỏi cuối cùng trong cái video này ha. Thì anh có viết như thế này: anh ơi cho em hỏi, em có cái bình ắc quy nước Đồng Nai 50A em sạc đầy rồi, nhưng khi em không sử dụng thì điện áp cứ sụt xuống dưới 11V, sau 10 phút là bình ắc quy của em bị xu phát nặng hay là bị hỏng luôn ạ? Có cách phục hồi không ạ? Sạc thì dòng sạc báo từ 2,5A đến 5,5A, em dùng bộ sạc khử xu phát ạ. Em cảm ơn anh, em chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. Câu hỏi của em hơi lủng củng và hơi dài và mong thông cảm. Rồi xin cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh và gia đình sức khỏe và thành công ạ. Rồi như cái thông tin anh nêu ra thì như thế này anh ạ, tôi thấy cái bình ắc quy của anh nó đã bị hỏng rồi, nên đó khi sạc thì có thể là cái áp nó lên đó, khi mình không sử dụng để thì cái áp bình nó tụt xuống đó. Đối với cái bình ắc quy nước á mà áp đã sụt coi như nó đã hư rồi ha, thì không còn cách phục hồi ha. Đó thì cái trường hợp này theo tôi thì anh nên bỏ đi ha, bỏ đi mình đầu tư ha cái bình khác ha. Có thể là anh tham khảo những cái bình khô kín khí nha, nếu mà anh dùng pin năng lượng mặt trời anh sạc cho những cái bình ắc quy á để trong nhà sạc xả hàng ngày thì theo theo tôi thì anh nên mua những cái bình khô kín khí để nó an toàn, bảo đảm sức khỏe trong thành viên trong gia đình nha. Tại vì những cái bình nước á,
trong quá trình sạc á, khi mà bình gần đầy rồi á, thì cái bình nó nóng lên á, nó sinh nhiệt nên nó bốc cái mùi axit trên, rất là khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe ha. Đó thì anh lưu ý ở chỗ này tôi nên hay khuyên anh em là sử dụng cái bình khô cho năng lượng mặt trời để cho nó an toàn sức khỏe ha. Đó rồi như thế này anh, thì cái trường hợp mà cái bình nó đã hư rồi thì không có còn phục hồi ha. Đó tôi cũng có thấy rất là nhiều anh em khác chia sẻ cách phục hồi bình này kia, nhưng mà theo tôi nghĩ là riêng cá nhân tôi nghĩ là không có cách nào phục hồi được đâu, tại vì bình ắc quy á, khi mà cái lắc bên trong á, cái lắc cực, cái bản cực bên trong á, khi mà nó đã rã rồi, nó rã nó rụng xuống đáy rồi ha, nó rã hoặc là nó chai, nó đã chết cái lá hoặc là cái bản cực, cái lắc bên trong rồi, thì không còn cách nào để khắc phục được nữa đâu anh ạ. À, làm chỉ tốn thời gian và tốn tiền thôi. Đó, bỏ đi, mua cái bình mới về sử dụng nha, nhưng mà phải là bình khô kín khí nha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nhé. Còn bây giờ thì tôi xin tạm dừng video. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.